con người bây giờ rất rối thay, xã hội bây giờ tiền trao tay, người tốt thì ít, kẻ xấu thì nhiều, nghịch cảnh giả vờ như không thấy, còn đâu những khát khao được bay, vui đùa cùng gió chậm ngàn mây, tung hoành thiên hạ giúp đỡ mọi người chính là giấc mơ của tôi đây. Lúc thế xíu khi mà ước mơ vẫn nhiều, từng muốn thế giới sẽ đổi thay vì ta, nhưng sao hôm nay con người khác xưa thân nhiều, một ước muốn với những khát khao này còn đâu. Muôn ngàn khó khăn phía trước nhất quyết không lùi bước, chiến thắng mọi kẻ gian.